Ngay lớn trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi, kính chúc quý vị. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền, thì ông Nguyễn Lương Thắng, một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng ở trong nước, đã bị bắt vào lúc 8 giờ sáng của ngày 5 tháng 7 năm 2002 tại nhà riêng. Sau khi khám xét nhà, thì công an đã tịch thu một số thiết bị kỹ thuật số và sách nhân quyền. Ông Nguyễn Lương Thắng, năm 2002, 47 tuổi, là thành viên của một dòng họ danh gia dòng tộc ở Hà Nội. Ông nội của ông Thắng là giáo sư Nguyễn Lân, nhà nghiên cứu, nhà biên soạn từ điển nổi tiếng. Thân phụ và các cô chú bác của ông Nguyễn Lân Thắng đều là các giáo sư, tiến sĩ giảng dạy tại các trường đại học lớn ở Hà Nội. Trong đó có giáo sư Nguyễn Lân Dũng, từng là đại biểu Quốc hội. Ông Thắng từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội. Ông là thành viên câu lạc bộ bóng đá Nô Diêu, vốn quy tụ các thành viên phản đối đường chính đoạn của Trung Cộng ở Biển Đông. Và ông cũng thường lên tiếng về các vấn đề dân chủ Việt Nam trên trang cá nhân của ông hay trả lời phỏng vấn các đài báo nước ngoài. Nhà báo Quỳnh Ngọc Trên viết ở trên tài khoản cá nhân của ông: ông Thắng có con nhỏ, thì ông chỉ ở nhà giúp vợ chăm sóc con gái là chính, không còn hoạt động gì nữa. Vâng, Thắng là một nhà hoạt động xã hội dân sự từ rất sớm. Mong muốn của Thắng là có một xã hội tiến bộ, đất nước giàu mạnh, không bị tàu cộng hiếp đáp. Kính thưa quý vị, sau gần một năm bị tạm giam, ngày 12 tháng 4 2003 tới đây, ông Thắng sẽ phải ra tòa xét xử kín. Trong phiên tòa sơ thẩm sắp tới, sẽ không thể bảo đảm quyền được bào chữa trước tòa với cáo buộc là tội danh tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật hình sự do các hoạt động phản biện ôn hòa trên mạng xã hội. Việc ông Nguyễn Lương Thắng sẽ bị xử kín thì luật sư Luân Lê đã có bài viết là tinh thần cốt lõi của ông Nguyễn Lương Thắng trước phiên tòa sơ thẩm. Nội dung bài viết của luật sư Lê Văn Luân như sau: khi vào gặp ông Thắng trước khi diễn ra phiên tòa mà sẽ được xử kín vào ngày 12 tháng 4 2003 tới đây, ông cho biết là cần nói rõ quan điểm của mình cho các luật sư cùng hiểu và chia sẻ với ông trong những việc ông làm. Ông Thắng đã nói một cách tổng quan về mọi việc được lược trình lại bởi đồng nghiệp của tôi như dưới đây. Hoạt động của tôi liên quan đến biểu tình chống Trung Quốc. Tôi là người đi chụp ảnh những người biểu tình. Tôi đưa lên mạng xã hội những bức ảnh phản ánh những vấn đề xã hội của người dân. Nó là phản ánh lịch sử, những bức ảnh đó là bằng chứng lịch sử, và tôi là một phóng viên tự do. Tôi đã thực hiện những việc liên quan đến xóa đói, giảm nghèo, xây trường học cho vùng cao, tham gia hỗ trợ thiên tai, lũ lụt, tham gia phong trào phản đối chặt cây xanh. Trong chương trình này, chủ yếu tôi là người chụp ảnh. Tiếp nữa là trong thảm họa Formosa, tôi tự thực hiện phim. Tôi đi biển như ngư dân để tôi hiểu được mức độ thiệt hại nó xảy ra như thế nào. Tôi thực hiện những điều đó trên cơ sở là quyền tự do báo chí để phản ánh những mặt trái của xã hội mà báo chí chính thống đã không dám nhắc tới. Tôi tham gia với tư cách là một người dân bình thường, nên có điều kiện để quan sát kỹ hơn, gần gũi với dân hơn để có thể hiểu được những mong mỏi và quan điểm của người dân. Trong quá trình tích lũy nhiều năm, tôi được truyền thông quốc tế quan tâm. Tôi tham gia hội nghị bàn tròn, người ta phỏng vấn tôi. Tôi trả lời phỏng vấn rất thực tế, dựa trên sự biết và trải nghiệm của cá nhân tôi. Họ phỏng vấn thì có kịch bản, tôi trả lời cũng theo phiên bản của kịch bản của họ. Trong những buổi phỏng vấn đó, tôi nghĩ những nội dung tôi nêu ra đã đụng chạm đến nhiều nhóm lợi ích. Ông Trọng đã từng phát biểu: cua cậy càng, cá cậy dây. Ông Trọng phát động chiến dịch đốt lò. Trong quá trình đó, có thể tình trạng tham nhũng nhiều quá hoặc quá trình giải quyết tham nhũng chưa hiệu quả. Và tôi thấy cần phải nói đến những sai lầm để thay đổi. Nội dung tôi bình luận trên những video rất nhiều. Tuy nhiên, mục đích tôi không chống nhà nước. Tôi muốn nêu ra những tồn động trong xã hội, ví dụ như nạn tham nhũng, lợi ích nhóm, để các cơ quan chức năng cần xem xét, chứ tôi không có ý xúc phạm cá nhân hay chống nhà nước. Trên truyền thông,
Tất cả những phóng sự, bài viết của tôi bao lâu nay, tôi rất công bằng. Tôi không phải phủ nhận sạch trơn, vì có những việc họ làm tốt, tôi vẫn phải công nhận, tôi vẫn khen ngợi. Tuy nhiên, riêng vấn đề tham nhũng là tôi không kiêng nể, dù đó là ai, là tổ chức nào. Trong những phát ngôn của mình, có thể do cách biểu đạt của tôi có sai sót nào đó khi phê phán, chỉ trích. Nhưng những điều đó không thể bị xử lý hình sự. Nó có thể bị xử phạt hành chánh. Tôi căn cứ để nghi ngờ rằng những phát ngôn của tôi trong một thời gian dài đã động chạm đến vây cánh của các nhóm lợi ích. Tôi thực hiện tất cả những công việc từ trước đến nay trên tinh thần công dân, với mục đích là phản biện, đưa ra những khiếm khuyết để các cơ quan chức năng điều chỉnh. Mục đích cuối cùng là làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Gia đình tôi là gia đình truyền thống, có nhiều đóng góp từ thời lập nước và giữ nước, nên không đời nào tôi đi chống lại các thành quả của ông cha mình. Những quy kết tôi trong vấn đề chống phá nhà nước do nhóm lợi ích đứng đằng sau, do việc phê phán của tôi đã làm cho nhiều bộ phận dân chúng biết đến, ảnh hưởng lớn và sâu rộng. Dân, tôi chưa bao giờ hối hận vì những việc tôi đã làm. Tôi làm vì dân, vì nước, nói lên tiếng nói công chính. Dẫu hậu quả như thế nào, tôi đã xác định trước. Điều quan trọng của tôi là phiên tòa phải được xử công khai. Vì những lẽ trên, tôi mong rằng hội đồng xét xử xem xét các bằng chứng để có thể đưa ra phán quyết mà lịch sử còn muốn nhắc lại. Khi được hỏi rằng nếu có đề xuất tị nạn chính trị thì ông nghĩ thế nào, ông Thắng đã nói rất chắc chắn bằng diện mạo mạnh mẽ rằng đây là chuyện của riêng Việt Nam, không phải của bất kỳ quốc gia nào. Tôi là người Việt Nam nên tôi sống và đấu tranh trước mọi thứ cũng là cho đất nước mình, cho dân tộc mình, với tư cách công dân Việt Nam, không phải là để đi nước nào khác. Dân, kính thưa quý vị, người Việt khắp nơi, nhưng ta đã biết là thành viên của một dòng họ danh gia dòng tộc ở Hà Nội. Nếu Nguyễn Lương Thắng dựa vào gia thế với cái bằng cấp kỹ sư, Thắng có thể ấm êm và yên thân, hoặc là dinh thân phì gia. Có một điều đặc biệt cần nói ra là thường khi một gia đình ở trong gia tộc đi ngược lại xu thế hay ý thức của gia đình thì thường bị xa lánh hay ruồng bỏ. Thế mà một gia tộc công bộc của một chế độ độc đảng, độc tài, nhưng ngày 10 tháng 4 2003, tức là 2 ngày trước phiên tòa sơ thẩm xử kín Nguyễn Lương Thắng, bố và mẹ của anh đã có thư gửi tòa án Hà Nội, nội dung như sau: bố giáo sư Nguyễn Lân Tráng và mẹ giảng viên triết học gửi thư về việc con trai Nguyễn Lân Thắng trước phiên xử. Thư gửi tòa án nhân dân Hà Nội: kính gửi hội đồng xét xử tòa án nhân dân Hà Nội và những người có trách nhiệm, chúng tôi là Nguyễn Lân Tráng và Trần Thảo Nguyên, bố mẹ của Nguyễn Lân Thắng, người sẽ bị đưa ra xét xử sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 4 năm 2003. Nhận được tin tòa án sẽ mở phiên tòa xét xử kín đối với Lân Thắng, hai vợ chồng tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng. Hồi hộp là vì chúng tôi đã không được gặp Lân Thắng kể từ ngày Thắng bất ngờ bị bắt giam, ngày 5 tháng 7 2022. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn được tin là vợ Thắng gửi đồ tiếp tế, song việc không được tận mắt nhìn thấy và nghe tin tức về con trai khiến hai vợ chồng già chỉ biết thấp thỏm chờ đợi. Cuối cùng thì chuỗi ngày bị điều tra kín và cách ly thông tin gia đình của Lâm Thắng sắp kết thúc. Chúng tôi thực sự kỳ vọng rằng những đại diện của công lý đất nước sẽ tiến hành phiên tòa đúng đắn, minh bạch và mong kết quả sẽ là vô tội. Vì tôi biết Thắng chưa bao giờ làm điều gì sai gia đình, đất nước và lương tâm. Tuy vậy, hai vợ chồng chúng tôi cũng rất lo lắng và thương con trai mình. Chúng tôi có Lân Thắng vào cuối năm 1975, khi đất nước đang trong niềm vui thống nhất. Gia đình hai họ đều là những cán bộ, công chức tận tụy, cùng đóng góp tâm trí và sức lực vào công cuộc xây dựng tổ quốc, như là bao người dân Việt Nam khác. Là những trí thức, chúng tôi không có nhiều điều kiện để cho con cái sự giàu có vật chất, mà bù lại bằng những bài học về tu dưỡng bản thân, về lịch sử dân tộc, về lòng yêu nước
về những giá trị tiến bộ của văn minh nhân loại như tự do, bình đẳng, bác ái. Chúng tôi luôn cố gắng dạy con trai trở thành người thẳng thắn, tử tế và đường hoàng. Lân Thắng đã lớn lên cùng đất nước, chứng kiến từng giai đoạn đi qua, cả gian khó và từng bước đi lên của dân tộc Việt Nam. Thế hệ của ông cha chúng tôi đã chiến đấu bảo vệ tổ quốc, thế hệ của chúng tôi cũng đã tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước. Còn thế hệ của con chúng tôi đã chứng kiến và trực tiếp trải nghiệm những biến đổi to lớn nhất của dân tộc trong gần 50 năm qua. Lâm Thắng là một trong hàng triệu nhân chứng sống cho tiến trình đổi mới của Việt Nam. Con trai của chúng tôi từng có tuổi thơ với tem phiếu, đã được thấy ông bà cha mẹ chắc chiêu từng mảnh vải mũi kim để lo cho cuộc sống của cả đại gia đình. Đổi sáo diễn ra cũng là lúc Lâm Thắng học được rằng nếu lãnh đạo có sai phạm thì phải lên tiếng để được cùng sửa sai trước khi quá muộn màng. Một chính quyền xứng đáng với cái tên của nó phải tiếp nhận một cách vô tư mọi sự thật, bất kể từ phía nào tới, dù những sự thật đó làm phật ý những kẻ bị dẹp mặt. Và con chúng tôi đã thấm nhuần tư duy sống như vậy. Sinh ra trong một gia đình trí thức có tiếng, cơ hội để sống nhàn hạ và dễ dàng của Lâm Thắng không hề thiếu. Và chúng tôi cũng đã từng chỉ mong con trai có một cuộc sống dễ dàng và đầy đủ hơn chúng tôi khi xưa. Lâm Thắng đã may mắn có người vợ giỏi giang và hai con còn rất nhỏ nhưng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng khi chứng kiến những chuyện ngang trái, những điều bất cập, còn chúng tôi không chọn cách nhắm mắt im lặng qua ngày. Thắng đã lên tiếng mạnh mẽ và quyết liệt, bày tỏ thái độ với những biểu hiện tiêu cực và bất cập ở khắp nơi trên đất nước. Kể cả khi có những áp lực từ những người thân xung quanh, con chúng tôi vẫn sống đúng với những gì mà Thắng tin là đúng. Chúng tôi rất lo lắng cho Thắng và gia đình nhỏ, nhưng chúng tôi tôn trọng lựa chọn các con mình. Con trai chúng tôi chỉ đang sống như một công dân yêu nước, có trách nhiệm với xã hội. Khi nhận được cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, trong kết luận là con trai chúng tôi chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý và một loạt những tội khác, chúng tôi đã thấy rất ngạc nhiên. Chúng tôi cho rằng việc lên tiếng chống tiêu cực và đứng về những người yếu thế trong xã hội không phải là tội chống chính quyền. Cũng như việc được tặng sách từ bạn bè không thể là tội tàng trữ tài liệu có thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân. Do không được có mặt tại phiên tòa sắp tới, chúng tôi xin bày tỏ một vài suy nghĩ về Lâm Thắng qua bức thư này và nhờ luật sư gửi đến những người có trách nhiệm. Sau những trình bày trên, kính mong các vị thẩm phán, những người có trách nhiệm bảo vệ công lý sẽ xem xét và đưa ra kết luận đúng đắn về trường hợp của Nguyễn Lân Thắng. Kính thư, Hà Nội, ngày 10 tháng 4, 2003, Nguyễn Lân Tráng, Trần Thảo Nguyên. Bức thư được trích từ nguồn của Facebook luật sư Lê Văn Luân. Kính thưa quý vị, còn Facebook Bùi Phi Hùng khi nghĩ về Nguyễn Lân Thắng đã viết vài lời trước phiên tòa xử kính như sau. Mình với Nguyễn Lân Thắng gần như là hai thế hệ. Bởi thế, từ những năm 2010-2011, thỉnh thoảng có gặp cậu ta trong những ngày đi vòng quanh bờ hồ thì cũng chẳng quen biết và trò chuyện gì. Chỉ biết cậu ta có nhiều bề nổi, nhiệt thành và yêu nước. Ngày mai, nền công lý kangaroo sẽ xét xử kính kỹ sư nhà hoạt động người yêu nước Nguyễn Lân Thắng đó. Nhiều người đã đăng nguyên văn cái bức thư trước ngày xử của bố mẹ Thắng rồi. Mình chỉ xin trích một đoạn. Chúng tôi thực sự kỳ vọng rằng những đại diện của công lý đất nước sẽ tiến hành phiên tòa đúng đắn, minh bạch và mong kết quả sẽ là vô tội. Vì chúng tôi biết Thắng chưa bao giờ làm điều gì sai với gia đình, đất nước và lương tâm. Khổ là bố mẹ thì ai mà chẳng bồng bềnh ở trên biển cả, thương con để cố hy vọng bấu víu vào cái phao là những điều tốt đẹp. Nhưng có lẽ bố mẹ Thắng và hầu hết dân dễ vẫn chưa nhận ra cái trong thể chế nhồi sọ, công lý vẫn đang là một thằng hề,
lại còn sống sượng khoác áo nhân dân sao? Lúng túng, lay quay, không biết trát thêm những nùi nhọ vào đâu trên cái đít chảo đen kịch, cho nên chúng xử kín. Rõ ràng là chúng đã tính toán, chúng sợ những lời bào chữa, những lời tự bào chữa và phát biểu của bị cáo trước tòa. Lên tiếng về bất công sai trái, tham nhũng, biểu tình chống Tàu Cộng gây hấn ở Biển Đông một cách ôn hòa thì không thể là phản động, không thể là chống phá nhà nước được. Chỉ có dối trá, độc tài, ương hèn, bán nước mới chính là những kẻ phản động. Tóm lại bản chất của chúng là sợ sự thật, sợ những phía tòa bịt miệng tình hên ra mà không dám xử hở, là vì người ngoài sẽ nhìn thấy những điều kín trong mặt kép. Còn sự thật thì từ ngày họ cướp xong chính quyền, dưới bầu trời tràn ngập dần vũ cái thứ ánh sáng, cái ánh sáng trí tuệ và lương tâm của mặt kép chói lọi, tự nhận mọi phiên tòa chính trị ở cái xứ này đều là những màn kịch xú uế bốc mùi nặng phả vào bầu khí quyển văn minh. Kín hay hở, nhưng xét xử với những phiên tòa kín mít, dở mọi chiêu trò thủ đoạn bẩn thỉu nhất để ngăn cản người thân bạn bè công chúng không ai được vào, thì chỉ nhung nhúc những sắc đồng phục và bè lũ làm mỏ bưng bố, thì dù có là công nhưng lại rất khai. Bởi vậy cái dũng cảm thẳng thắn của nhà cầm quyền lần này là biết bất chấp mọi điều chê cười xấu hổ để dám trơ tráo tuyên bố là xử kín dù Nguyễn Lân Thắng. Chỉ buồn cười rằng cứ cái đà thẳng thắn, cái mức trân tráo đó lại sợ xử, thì tại sao tòa lại không ra cái bản án thẳng luôn rồi gửi vào trại giam thì có tiết kiệm hơn không? Lại đỡ phải bị dắt đến kín hở thì cũng đều phải chịu mặt ra muối mặt thủ tục để làm gì? Thôi, dù sao thì cũng như bố mẹ, họ hàng, anh em, bạn bè, người quen của Thắng, mình chỉ biết ngây thơ ngó về cái đít chảo đen kịch của cái thể chế lọ nồi để cầu mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến với em. Cái tội của Thắng là nhìn thấy chúng đang lái cỗ xe đưa đất nước, đưa dân tộc lao vào con đường cục phía trước là đầm lầy, mà lại dám kêu hô lên đứng ra cản lại. Đường cục đầm lầy thì nhiều người cũng đã biết, đã nhìn ra, nhưng họ lại không dám làm như Thắng. Chỉ tạm buồn đất nước tối đen, những người như Thắng, như Thứ Hạnh, như mẹ con nhà chị Thơ, chị Tâm, bá Tư, bá Phương, như anh Tường Thủy, Chí Dũng, Nguyên Trường, hay những Hà Văn Nam, Nguyễn Đăng Tĩnh, Trần Văn Bang, vân vân, đang nhiều quá. Và dĩ nhiên trong một cách mạng vẫn thấy bóng cụ Kình đang trò chuyện với cụ bà Nguyễn Thị Năm ở nơi không xa. Còn một chút nước mắt, không khóc vì yêu đương, khóc cho người công chính ngồi tù vì quê hương. Và lâu nay cũng từng được đọc ở đâu đó để biết là đã rất rất nhiều người tự hào rằng hãy cứ gọi tôi là phản động, bởi tự nhiên đã thấy nó thân thương, và tôi biết chỉ ai yêu quê hương mới vinh dự được mang tên phản động. Vâng, luật sư Trịnh Hữu Long, nhóm luật khoa thì nhắc lại những hoạt động của Nguyễn Lân Thắng với cái bài viết nội dung như sau. Nguyễn Lân Thắng bắt đầu hoạt động xã hội năm 2011, khi mỗi vụ án chính trị là một sự kiện nóng, thu hút rất nhiều dư luận quan tâm. Giờ đây, khi anh chuẩn bị ra tòa vào những ngày mai, trong vụ án chính trị của riêng mình, thì có chuyện của anh lại chìm nghiệm trong vô số dòng thác thông tin cuồn cuộn chảy trên mạng. Án chính trị giờ đây đã trở thành chuyện có bữa, mọi thứ đã tệ hơn rất nhiều so với năm 2011. Rất nhiều luật lệ cũ đang bị phá vỡ. Không những các nhà bất đồng chính kiến như anh Thắng bị bỏ tù, mà giờ đây lãnh đạo các tổ chức NGO có đăng ký thì cũng sổ khám. Các đại gia thét ra lửa một thời tưởng như không bao giờ bị đụng tới, nay cũng lũ lượt kéo nhau vào tù. Nhiều người còn chết ở trong trại tạm giam chứ không chờ được tới ngày xử án. Rồi những làm quan,
Một thời cũng tưởng như là không bao giờ bị ai đụng tới và sẽ luôn luôn có thể ăn tiền trắng trợn để rồi hạ cánh an toàn. Nay cũng trở thành nghề nguy hiểm. Xin giờ nhà nước và biên chế giờ đây không còn là lựa chọn đầy triển vọng như 20 năm trước nữa. Xã hội đang thay đổi chóng mặt chỉ trong chục năm, 20 năm, một trật tự mới đã hình thành, xóa nhòa các trật giới cũ. Nhưng có một loại ranh giới đã được nới rộng ra, đó là ranh giới ngôn luận. Không phải là vì chính quyền cho phép, mà vì rất nhiều người dân đã thực hành những ngôn luận chính trị mới. Nguyễn Lương Thắng sẽ luôn được nhớ tới như một trong những người can đảm đứng vào giữa những ranh giới ngôn luận cũ và bằng tiếng nói quyết liệt của mình đã góp phần cơi nới không gian tự do cho chúng ta. Anh là một trong những gương mặt nổi bật nhất của một thế hệ nhà hoạt động. Người ta sẽ nhớ rằng anh đã lăn xả chụp những bức hình đáng giá trong rất nhiều cuộc biểu tình, đã lăn lộn về dân gian để chụp những khoảnh khắc lịch sử của cuộc cưỡng chế đất trong không khí khủng bố năm 2012, đã dông rủi đi dẫn quốc tế ở nước ngoài năm 2013 và bằng kênh Facebook của mình đã lên tiếng cho những người thấp cổ bé họng suốt hơn chục năm qua. Tôi cần biết anh vì cả hai cũng bắt đầu hoạt động năm 2011 ở Hà Nội. Rất nhiều bức hình đẹp của tôi trong buổi tình đó là do anh chụp. Ngày ra tòa, tôi biết nói gì đây? Tự do cho Nguyễn Lâm Thắng ư? Cũng được, nhưng nói nhiều thành sáo mòn. Chỉ mong anh bình an. Bình an làm sao khi ở trong tù? Tôi tin chắc là anh rất bình tâm. Và luật sư Trưởng Long đã kết luận. Xưa người ta hay nói, chế độ có tồn tại được 5-10 năm nữa không? Mà tuyên án người ta chừng ấy năm. Tôi không có cơ sở để đánh giá những tuyên ngôn ấy. Những người như Nguyễn Lương Thắng hay Đoan Trang biết việc họ làm là đúng. Có lẽ với họ chỉ cần như vậy là đủ. Thưa quý vị, còn Teresa, một người từng nhiều dịp cùng Lân Thắng xuống đường chống tòa cộng, thì gửi lời đến Lân Thắng như sau. Ngày mai anh ra tòa. Thấy tòa thông báo là xử kín. Thực ra xử kín hay xử công khai thì kết quả nó cũng chẳng khác gì nhau. Án cho người bất đồng chính kiến thì đương nhiên là án bỏ túi. Mình nhớ cái hôm chụp cái tấm này, ông ấy bảo, nào con kia ra đây tao với mày chụp một kiểu làm kỷ niệm. Để sao mà nếu một ở trong hai nhập kho thì còn có ảnh để mà post chứ. He he. Em thì trong hoàn cảnh nào vẫn sẽ lạc quan yêu đời, vì đã đứng thẳng, được sống và trải nghiệm. Ngày mai cho dù bản án như thế nào thì anh vẫn là người đi cho núi sông, đi vì một ngày mai tươi sáng Việt Nam. Mong anh chân cứng đá mềm. Thảo Teresa.